tình yêu, đó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Ở đâu có tình yêu, thì ở đó có sự sống. Tình yêu đích thực có thể làm thay đổi con người và khiến chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Có cả 8 người đang tìm kiếm nó. Nhưng không phải tôi. Nigga, that ain't good game, homie, sorry. They say conversation, rule a nation, I can tell.